ever in peace. We come to build this lovely country. We wish to thank the America, faith in our eyes and truth in our hearts. Dreams on our bodies give us more strength. My suffering forget the storm smiling. Maga, 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 maga. We side by side legalize the ideal. Whoever cheats and whoever hates, we swear to protect the Constitution, freedom, mercy, and love rising. Within our eyes and truth in our hearts. Chains on our bodies give us more strength. My suffering makes more courage. Despite the lies those who betray, forget the storm smiling. Maga, maga, maga. The ideal, whoever cheats and whoever hates, we swear to protect the Constitution, freedom, mercy, and love rising up. And then the real pain goes away. Xin hân hoan chào đón gia đình anh em cánh hữu thân thương. Hôm nay là tối ngày mùng 5 tháng 11 2023 và là ngày chủ nhật cuối tuần. Quý vị như thế nào trong ngày chủ nhật ngày hôm nay? Ngọc Phạm Trần Quang cũng chỉ mong quý vị chúc sức khỏe và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình anh em cánh hữu, cũng như là mọi điều tốt đẹp đến với đất nước Hoa Kỳ, và đặc biệt là chúng ta hãy cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump của chúng ta có nhiều sức khỏe, chân cứng, đá mềm, và ông sẽ làm được nhiều việc cho nước Mỹ và hãy cứu cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và hôm nay trong một cái bài hát tiếng gọi MAGA, Ngọc Phạm đã lấy cái hình ảnh của Tổng thống Donald Trump mới nhất mà Tổng thống mới làm. Và quý vị đã thấy một cái hình ảnh ngay bắt đầu của cái video đó, có một tổng thống đi song hành cùng với một người. Quý vị thử đoán xem đó là ai. Và trong cái khoảnh khắc rất là ngắn thôi, nhưng mà Ngọc Phạm nghĩ một điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn cái channel của anh em Cánh Hữu mỗi tối để mà xem tin tức. Giờ xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, cho Đăng Quang gửi lời chào anh chị em. Thưa quý anh chị em, hôm nay là tối chủ nhật, là chương trình cuối cùng của tuần này.
Ngày mai thứ hai chúng ta sẽ không có chương trình và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thứ ba tuần tới. Đầu tiên cho chúng tôi gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em, trong đó có một người anh thứ tư của Trần Quang là anh Trần Đình Thu ở tại Australia. Chúng tôi thấy anh có viết gửi lời chào Ngọc Hồng Trần Quang. Anh Thu có khỏe không? Bây giờ đây cho chúng tôi bước vào chương trình thì như Ngọc Phạm nói đó, tuy là bài hát tiếng gọi Maga gia đình anh em cảnh hưởng, nhưng chúng tôi cố gắng, nếu quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy mỗi một chương trình có bài hát tiếng gọi Maga đều có những hình ảnh cập nhật khác nhau. Ví dụ như Tổng thống Donald Trump về Houston thì quý vị không có coi được trực tiếp Tổng thống nói cái gì, nhưng mà toàn cảnh của cái buổi sinh hoạt ở đó được chúng tôi ghi lại, đưa vào lồng vào trong bài hát tiếng gọi Maga để quý vị có cái khái niệm là hôm nay ở đó nó đông như thế nào. Thì ngày hôm nay có một cái video rất là đặc biệt mới, nhân cái đúng cái ngày mà còn đúng một năm nữa. Hôm nay Tổng thống Donald Trump có viết mấy câu rất ngắn: còn đúng một năm nữa là ngày quý vị đi bầu đó, nhớ nha. Và Tổng thống có nói về cái việc tất cả depend vào bạn. Đất nước này tiếp tục suy tàn hay là vĩ đại trở lại, it's up to you. Và có những cái nguồn tin hé lộ ở trong cái video này, có một người có cái dáng dấp y bon như ông bác sĩ Benjamin Solomon Carson, mà hay nói là ông bác sĩ Ben Carson, người ta bỏ cái middle name của ông đi. Ông chính là người nằm trong danh sách vài người cuối cùng có thể trở thành phó tổng thống của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý anh chị em, bên cạnh ông á, còn có hai người đàn bà cũng nằm trong một cái dự định này nữa. Một người là dân biểu, một người khác là thống đốc. Thưa quý anh chị em, dân biểu thì chả lẽ là bà MTG, còn thống đốc thì quý vị có thể nghĩ đó là bà Kristen Noem. Chúng tôi biết có một vài người rất là ưu ái bà ở dưới tiểu bang của Arizona, bà Carrie Lake, nhưng xin thưa bà là không nằm ở trong cái danh sách những người phó cho Tổng thống Donald Trump. Nói năm nay cho đến giờ đây thì cái danh sách nó chốt lại còn có vài người có nhiều cái khả tính, đó là ông bác sĩ Benjamin Solomon Carson, hay gọi là ông bác sĩ Ben. Ben Carson thì dễ nhớ hơn bác sĩ Ben, không quý vị? Một người da màu rất là nổi tiếng và nhiệt tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Và chúng tôi thấy, không biết quý vị có để ý không, Trần Quang có hỏi một cái câu anh chị em quýnh hữu, quý anh em nhìn kỹ ở trong cái video ngày hôm nay, Trần Quang có viết ở trong live chat đó, có ai đó đang song hành cùng Tổng thống Trump ở trong cái video tiếng gọi MAGA ngày hôm nay hay không? Thì chúng tôi nghĩ rằng ít có ai để ý lắm, bởi vì nhiều khi vào live chat cũng chào qua chào lại rồi lướt lướt qua thôi, chứ không có đọc trong vấn đề tương tác. Vậy thì quý anh chị em chịu khó coi thử thử là trong đó anh chị em nêu lên những vấn đề gì. Chẳng hạn như câu chuyện của Debbie ngày hôm qua là một câu chuyện có vấn đề, bởi vì quý vị biết sau đó thì chị Kimberly Ngô có đưa một cái video nói về cái việc cái danh sách những thành phố nằm trong cái target khủng bố, trong đó có San Diego của chị. Người ta nói thành phố nào thuộc tiểu bang nào là nằm trong cái tầm ngóng của bọn khủng bố có thể target từ nay cho đến cuối năm. Vậy thì người ta nói về cái việc quý vị chuẩn bị những cái nhu cầu cần thiết như là nước non hay là đèn pin hay thế này thế nọ, để mà lỡ có bị block chỗ này chỗ nọ chỗ kia thì quý vị có cái mà xài. Vậy thì hôm nay Tổng thống Donald Trump cũng có nhắc về cái việc còn đúng một năm nữa đó quý vị. Quý vị nhớ đi bầu, bởi vì hôm nay là November 5th 2023, ngày thứ ba November 5th 2024 là ngày quyết định vận mạng của đất nước chúng ta. Đất nước tiếp tục suy tàn hay là thay đổi là tùy theo quý vị. Và ngày hôm nay cũng mí ra trong video chúng tôi nói với quý vị đó, có một người có dáng dấp như ổng. Đây thưa quý vị, đây là bác sĩ Benjamin Solomon Carson đó.
Quý vị có nghĩ rằng ông này làm phó cho tổng thống Donald J. Trump được không? Để quý vị cho chúng tôi biết ý kiến. Đó là những gì chúng tôi nói sơ với quý vị về cái video mà tiếng gọi MAGA ngày hôm nay. Tuy nhiên có một vài câu chuyện nữa, nó còn âm ỉ từ hôm mùng 1 tháng 11 năm 2023, tức là cách đây 5 ngày. Đó là chính là câu chuyện về cái chết của anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Vẫn có một số người vào trong chương trình để mà comment, nhưng mà không có chịu suy nghĩ. Thì sẵn đây cho chúng tôi nói nốt cái quan điểm của chúng tôi, rồi sau đó đó thì chúng tôi sẽ nhanh chóng đi vào cái chương trình. Tuy nhiên thì thưa các anh chị em, có hai cái vấn đề mà quý vị cần phải suy nghĩ. Ở trên màn hình của quý vị đó, đó chính là ông Thượng tọa Thích Trí Quang. Và cái tên thiệt của ông đó quý vị, đó chính là ông Phạm Văn Bồng. Okay. Ông có cái bí danh là Kiều Tuấn Cương. Và ông Phạm Văn Bồng này đó đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1957 tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Và cái bí số của ông là A22. Đây chính là tài liệu của giáo sư Trần Văn Kha ở trong cái cuốn Đằng Sau Lưng Địch. Thưa quý anh chị em, với nhân vật Phạm Văn Bồng này đó, mà quý vị hay nói là Thượng tọa Thích Trí Quang đó, thì cho chúng tôi chia sẻ với một số suy nghĩ. Thứ nhất, nếu ông là nhà tu chân chính đó, thì ông ta nghĩ gì khi thấy cái xác chết co quắp của một vị lãnh đạo quốc gia cả đời chỉ vì dân vì nước, cho dù ông ấy không là người hoàn hảo? Và ở đời này có ai mà hoàn hảo đâu, bởi vậy cho nên người ta mới đi tu để mong trở thành người hoàn hảo, có đúng vậy không? Ông Phạm Văn Bồng là người tu hành thì ông hiểu điều đó hơn ai hết. Một cái điều quan trọng nữa mà quý vị cũng biết đó, đó chính là cuộc đời của ông cũng không có gì mà quan hỷ đâu. Cho nên quý vị thấy sau này ông vào trong cái chùa Từ Đàm để mà chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình. Vậy thì cái chuyện mà Hòa Thượng Thích Trí Quang tự thiêu, thì tấm hình đó đó bằng nghìn lời nói. Ông đâu có tự thiêu quý vị. Có người cầm cái can xăng túi lên đầu rồi châm lửa cho ổng. Vậy đó. Mà cũng có người có điếc thì cũng nghe rọt rạc, mà có đuôi thì cũng thấy là mờ chứ. Quả là đồ bại não. Trong khi đó họ không chịu tìm hiểu ông Phạm Trí Quang là ai, ông Thích Trí Quang là ai, tên thiệt là gì, bí danh là gì, gia nhập Đảng Cộng sản từ hồi nào. Cái điều thứ hai nữa mà chúng tôi xin thưa với quý vị, đó chính là câu chuyện của anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Vậy thì quý vị có biết được là 4 giờ chiều ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm có nhận một cú điện thoại của đại sứ Hoa Kỳ là Henry Cabotlock. Và trong cái điện thoại này đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm nghe xong, ông muốn thiếu điều đập nát cái điện thoại. Bởi vì ông Cabotlock đã kêu gọi Tổng thống Ngô Đình Diệm đầu hàng quân cách mạng, chỉ cách mạng để trong mặt, và sẽ được chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ để đi lưu vong. Nhưng với một người yêu nước, thương dân, muốn bảo vệ miền Nam tự do, cho nên Tổng thống Diệm đã từ chối. Và đó là tiếp xúc cuối cùng giữa cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa với mở ngoặc đóng ngoặc đồng minh Hoa Kỳ. Nó đơn giản chỉ vì Henry Cabotlock là đảng viên Đảng Cộng Hòa Reynolds, được ông Tổng thống John Kennedy chọn để thay thế cho ông cựu đại sứ Norton. Và kể từ khi mà Trình có ủy nhiệm thư thì ông Cabotlock đi ra vào Dinh Gia Long như là đi chợ, và lần nào đi ra thì cũng đều mang một bộ mặt rất là hậm hực. Và nôm na lại thì chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái điểm quan trọng. Thích Trí Quang không có tự thiêu, mà đó là một âm mưu vấy máu ở trên cái bàn cờ trong cái chuyện đổ lỗi cho Phật giáo bị đàn áp. Thứ hai nữa là đám Hoa Kỳ thời đó muốn đưa quân vào miền Nam Việt Nam, chúng tôi nói với quý vị rất nhiều lần rồi, nhưng cố Tổng thống Ngô Đình Diệm không có đồng ý. Lý do là bởi vì chúng tôi có thể mượn quý vị tất cả những chúng tôi không muốn mượn máu,
Đó chính là cái cơ hội để cho Nga, để cho Tàu, để cho những nước có thể ủng hộ Bắc Việt, họ tham chiến, và chúng tôi không muốn như vậy. Hoa Kỳ muốn chính phủ Ngô Đình Diệm phải chia sẻ quyền hành với các tướng lĩnh quân đội quốc gia lúc đó, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm cho rằng chưa phải là lúc. Hoa Kỳ còn muốn ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bởi vì họ biết rằng ông Diệm không làm gì được nếu không có ông Nhu. Họ muốn ông cố vấn Ngô Đình Nhu phải ra đi, nhưng mà ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong cái tình cảnh mà không thể tin ai bây giờ ngoài em ruột của mình. Cho nên ông Ngô Đình Nhu lúc đó là một bộ óc thiên tài của chế độ Ngô Đình Diệm, hay nói nôm na là một người cẩn thận cho ông anh của mình. Vì vậy, qua cái nhân vật Henry Cabot Lodge, quyết định Hoa Kỳ quyết định thay thế chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa các anh chị em, nó còn một cái điểm nữa mà chúng ta phải hiểu được, là chính ông Tổng thống Kennedy hồi đó ông nói rằng muốn chiến thắng Cộng sản thì phải thu phục được lòng dân. Cuộc chiến này là cuộc chiến của người Việt Nam không Cộng sản và Cộng sản. Nhưng suốt từ mấy tháng nay, chính phủ Ngô Đình Diệm đã không thu phục đồng dân. Vì thế vì thế như thế nào thì để mà đổ lỗi sau này. Tôi nói vì thế chứ tôi đâu có nói lật đổ đâu. Thưa quý anh chị em, cái bài diễn văn mà bỏ lửng cái này là cái cách để mà chạy tội với lịch sử sau này. Cho nên là cái tội giết lãnh tụ của đồng minh đó chính là thủ đoạn đê hèn chính trị. Và thưa quý anh chị em, nếu mà không có cái bài diễn văn lỡ dở thế này thì cái đám phản tướng Dương Văn Minh và đồng bọn chưa chắc đã dám hành động. Vậy thì cái câu chuyện nó nhâm nham từ hôm đó đến giờ đây, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, coi như chúng ta sẽ không có nói đi nói lại những cái điểm này nữa. Nhưng mà những điểm quan trọng đó chính là những điểm như vậy đó. Thưa quý anh chị em, vừa rồi chúng tôi chia sẻ với quý vị quan điểm của anh em cánh hữu về những sự kiện về ông Phạm Văn Bồng, chính là Hòa Thượng Thích Trí Quang. Lâu nay người ta nói rằng ông tự thiêu. Vậy thì tấm hình đó cho thấy quý vị ông có tự thiêu hay không. Cũng giống như câu chuyện vì sao mà cái đám của Hoa Kỳ hồi đó họ quyết ra tay để mà giết chết gia đình của Ngô Đình Diệm. Chúng tôi nói gia đình là bởi vì quý vị thấy họ đã có âm mưu ném bom vào Dinh Độc Lập chứ không phải là không. Và sau khi mà hai anh em bị giết rồi, quý vị coi chuyện gì xảy ra với những người còn lại trong dòng họ Ngô Đình. Tất cả đều có bàn tay lông lá của tụi CIA từ cái thời năm 1960 cho mãi đến sau này, đến khi bà Trần Lệ Xuân bà từ chối không định cư ở Hoa Kỳ mà bà có cơ hội để đi định cư một quốc nước gia khác. Quý vị nào có dịp tìm vào bài viết của ông Phạm Phú Thứ, ông viết rất rõ bà Trần Lệ Xuân đã kể chuyện gì xảy ra khi mà các cái giới lãnh đạo lông lá của Hoa Kỳ muốn hủy hoại gia tộc Ngô Đình của bà. Vừa rồi đó chính là những cái phần mở đầu quan điểm của anh em cánh hữu. Cho chúng tôi uống một miếng nước rồi bước vào phần chính của chương trình ngày hôm nay. Rồi xin chào, mến chào chị Thu Đỗ, người đầu tiên vào trong chương trình. Chào chị Hằng Nguyễn, mến chào chị Huyền Nguyễn Lan, rồi chào chị Thủy Đỗ. Mến chào anh Lương Vĩnh, bác Hòa Âu, anh Khánh Võ. Mến chào chị Thu Huy Anh Thu đây. Rồi xin chào chị Kimberly Ngô, chị Anh Bùi, chị Trang Mã, chị Đét 1002. Rồi xin chào anh Trần Hoàn Kiếm, Ngọc Phạm xin tổng chào. Cảm ơn quý vị đã vào trong chương trình. Bây giờ có 238 quý vị đã vào trong chương trình rồi, xin cảm ơn. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái phần chia sẻ cuối tuần như sau. Ngoài cái phần điểm tin nhanh chóng cuối tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị hai tiết mục rất là hấp dẫn. Một đó chính là bài viết, bài xã luận của anh Hai Lá về cái việc Tổng thống Trump là một chiến lược gia, một nhà tiên tri đại tài của thế kỷ. Anh chọn cái tiêu đề này viết vào ngày hôm nay để nhắn nhủ với anh chị em, không ai ngoài ông cả. Ông đã có kế hoạch làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Quý vị có muốn hay không thôi. Bởi vì nội cái chuyện mà Tổng Trump đã có cái ý định cải tổ ngành giáo dục, bởi vì mọi chuyện từ đó mà ra cả. Những trường đại học nào mà vẫn tiếp tục dạy cái thứ tầm bậy tầm bạ cho học trò, cắt.
Đấy. Vậy thì rất là rõ ràng, kế hoạch của ông mọi thứ không những quay trở lại những gì ông làm lỡ dở, mà ông còn rút kinh nghiệm qua mấy năm nay tụi nó đang focus vô cái gì để hủy hoại đất nước này. Cho nên ngày hôm nay mùng 5 tháng 11, còn đúng một năm nữa, này nó chọn cái tiêu đề này để viết cho quý vị, đọc cho quý vị nghe, chia sẻ với quý vị quan điểm của anh em cánh hữu về cái chuyện chỉ có ông mới có thể cứu lấy đất nước này. Ngoài ra, cuối chương trình lúc nào cũng có một cái cuối tuần có một bài viết vui mà chúng tôi sẽ làm cho quý vị vui vẻ, nghỉ ngơi một đêm để chúng ta quay trở lại một tuần mới. Đó là lão bãi với nỗi hận lòng khó phai. Không biết quý vị là sao, nhưng mà đối với Trần Quang á, cuối tuần mà có lão bãi lão trùm cảm thấy vui bởi vì chọc quê lão bãi thì mình thấy khoái, mà khen ngợi lão trùm thì mình thấy vui, là bởi vì ai đáng chọc quê thì mình chọc quê, và ai đáng khen ngợi thì mình khen ngợi. Cả hai ông đều là lão hết rồi, nhưng rõ ràng mỗi lão có một cái cách riêng nào đó để cho người dân kính trọng. Thứ tư này, ngày 8 tháng 11, Tổng thống Donald Trump sẽ rally ở tại Florida. Anh chị em nào ở đó sắp xếp thời gian để đến tham dự. Bước vào phần điểm tin ngày hôm nay, cho chúng tôi đi nhanh chóng một vài bản tin quan trọng như sau. Có những nguồn tin cho thấy bác sĩ Benjamin Solomon Carson là một người nằm trong danh sách vài người cuối cùng có thể trở thành phó tổng thống của Tổng thống Donald J. Trump. Bên cạnh ông còn có hai người đàn bà khác nằm trong cái danh sách dự định, một dân biểu và một thống đốc. Nhưng mà tên tuổi thì chưa được tiết lộ. Bạn thử đoán đó là ai? Và nếu giữa ông bác sĩ da màu Benjamin Solomon Carson và bà thống đốc da trắng, quý vị có nghĩ rằng đó chính là bà Christine Noem hay không? Nếu giữa hai người đó thì bạn chọn ai? Bạn thích ai đi chung với tổng thống? Thích ai thì không biết, nhưng chúng tôi thấy cái người đi chung với tổng thống mà chụp từ đằng sau trong cái rally vừa rồi đó, trong cái hình, cái video vừa rồi đó, thì không phải là người đàn bà. Cho nên có thể tổng thống đã định hình ai sẽ đi cùng ổng, chạy đua cùng ổng trong cuộc bầu cử 2024 sắp tới. Ông Zelensky đã có nhã ý mời Tổng thống Donald Trump, đến thăm Ukraine. Ủa? Ông không còn làm Tổng thống nữa mà mời ông đến đó làm gì vậy ta? Ông Zelensky mời ông Donald Trump đến thăm Ukraine để nhằm thay đổi chính sách viện trợ của Hạ viện Cộng hòa và tìm một chính sách hòa bình. Quá ra thì từ trong lòng Zelensky cũng nghĩ đến cái việc ảnh hưởng của ông Donald Trump rất quan trọng đối với ông Mike Johnson và cái Hạ viện Cộng hòa vừa mới hình thành. Cũng giống như không phải ngẫu nhiên mà ông Trump nói rằng tôi chỉ cần 24 tiếng đồng hồ thì tôi sẽ mang lại hòa bình ở cái vùng Nga và Ukraine, bởi vì tôi biết họ muốn cái gì. Do Thái đã hủy cuộc viếng thăm của Zelensky đến Tel Aviv vì tình hình không có thuận lợi. Trong khi đó, Mỹ ép Do Thái ngừng bắn với hai chính sách, hai quốc gia độc lập riêng biệt. Ukraine sẽ mất 20% lãnh thổ khi mà hiệp ước có cái hiệp ước hòa bình. Đây là bản tin từ NBC News. Quân Hamas sẽ nhận được $100 triệu viện trợ cho khu vực Gaza. Số tiền viện trợ này trên danh nghĩa là cứu trợ cho dân chúng ở cái vùng Gaza. Nhưng theo tình hình hiện nay, thể ai kiểm soát khu vực này thì sẽ nhận được tiền mà thôi. Trong khi đó, báo động của Bộ Nội an, rất là nhiều thành phố có thể bị target về vấn đề khủng bố, cũng giống như nhiều di dân lậu đã vượt biên bị bắt với có rất là nhiều chất nổ. 73% dân Mỹ cho biết tình hình của Hoa Kỳ ngày càng trở nên tồi tệ. Liên danh Obama và Joe Biden vẫn hợp tác chặt chẽ với các tài phiệt trong thung lũng điện tử để đưa ra một cái EL mới nhằm dẫn dắt dư luận và tạo ra những cái tin tức sai lệch mà có lợi cho họ trong cuộc bầu cử 2024 sắp tới.
Hôm qua chúng tôi có đưa các cái bản tin về các cái tỷ phú. Ông Trump thì bỏ New York xuống Florida, ông Jeff Bezos thì bỏ Washington, Seattle cũng về Florida, ông Elon Musk thì chạy khỏi California để đến Texas. Nhưng mà Obama và Joe Biden thì vẫn tìm đến thung lũng hoa vàng ở San Jose để mà phát triển cái kỹ nghệ AI nhằm dẫn dắt dư luận và tạo những tin tức sai lệch có lợi cho họ trong cuộc bầu cử 2024. Joe Biden thì được, nhưng mà Obama thì là ông đã về hưu rồi, tại sao lại có tên trong này ta? Người thì chưa có già, tuổi mới ngoài 60, tham vọng còn rất là nhiều, về hưu rồi mà cứ lẩn quẩn ở cái vùng DC để tạo ảnh hưởng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà người ta nói là nhiệm kỳ này của Joe Biden chính là nhiệm kỳ 3 của Barack Hussein Obama là như vậy. Los Angeles đã chia lại khu vực bầu cử nhằm loại những ứng cử viên gốc Á Châu. Điển hình là khu vực Koreatown đã bị chia ra làm hai. Thưa quý anh chị em, có những cái nguồn tin cho chúng tôi thấy được rằng về vấn đề hưu bổng trong những ngày sắp tới. Ông Biden đang lập một kế hoạch, đó chính là tăng thuế thêm 4.500 tỷ hàng năm, nhưng là không có một xu nào được bỏ vào cái quỹ an sinh xã hội cả. Vậy thì tiền hưu sinh xã hội của bạn sẽ bị cạn kiệt và cắt giảm 24% sau 9 năm. Những anh chị em nào như chúng tôi đây đang có kế hoạch 5-3 năm nữa sẽ về hưu, thì liệu đến lúc đó chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền đây? Mà nếu mà về trễ hơn nữa thì làm sao đây? Bởi vì tăng cái kế hoạch tăng thuế, có một cái video mà chúng tôi có bỏ vào ở trong cái chương trình anh em cánh hữu ngày hôm nay đó, ngắn thôi, quý vị chịu khó coi. Lý do là bởi vì có những cái video mà trong lúc chúng ta làm chương trình đó, chúng ta không có thể play lên được. Nhưng nó là một cái video chúng ta đưa nguyên nó vào ở trong một cái tiết mục video nào đó trong chương trình anh em cánh hữu. Chúng tôi có bỏ trong đó về cái cuộc nói chuyện giữa bà Janet Yellen và một người thượng nghị sĩ. Người ta hỏi rất rõ ràng về cái kế hoạch này, tại làm sao cái khoản thuế trị giá 4.500 trillion tỷ đó quý vị mà không có bỏ một xu một cách nào vào trong an sinh xã hội. Vậy thì những người dân Mỹ mà đóng thuế đó, người ta lấy gì để mà sống khi mà người ta về hưu đây? Ông Joe Biden liên tục nói về cái việc ông ta không có muốn cắt giảm an sinh xã hội. Ông ta biết theo cái luật hiện hành, khi mà chương trình bị kiệt quệ sau 9 năm nữa, những người hiện đang nhận tiền đó sẽ bị cắt giảm 24%. Liệu ông có nhận thức được điều đó hay không? Và nếu chúng ta không làm gì thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thưa quý anh chị em, có những cái điều mà quý vị thấy, nếu mà quý vị không quan tâm thì tương lai của quý vị chính là những người thua thiệt. Liên quan đến tình hình Trung Đông thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài các quan điểm nữa. Khi mà bệnh viện Gaza bị đánh bom khiến cho hàng ngàn người chết, trong đó có bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em, thì mọi người dự đoán là cái phong trào bài Do Thái sẽ lên rất là cao. Mà quả thật là như vậy. Quý vị thấy người ta đã vào trong các cái trường đại học, người ta kêu gọi cái giới sinh viên xuống đường ủng hộ Hamas như thế nào. Và quý vị coi thì ngày nay ở New York, Boston và toàn thế giới, nhiều người có ác cảm với Hồi giáo cực đoan đã nhảy vào bình luận có lợi cho Do Thái, cho dù Hamas tấn công Israel và ra tay tàn độc với hơn 1.000 người Do Thái vô tội. Nhưng nếu Do Thái cứ ném bom gây chết người thường dân mà không phải là cái đám Hamas, mà đa số những người chết là phụ nữ trẻ em thì người và những người già, thì hình ảnh của Do Thái cũng không có gì tốt đẹp cả. Chúng tôi đã phân tích quý vị tại sao họ phải ra tay rồi, bởi vì cái kiểu mà coi như ném bom xong rồi chung xuống hầm. Liên Hiệp Quốc lên tiếng yêu cầu ngừng bắn hay là đình chiến để cứu trợ nhân đạo mà Thủ tướng Do Thái cũng không có nghe. Vậy thì muốn tiêu diệt Hamas dù bom đạn không có mắt, không dù đạn bom nó không có mắt đi nữa, thì ngày nào nó cũng phải giết thêm thường dân mà thôi. Con số tử vong bây giờ đã tới 9.000 người theo rất là nhiều nguồn tin đưa ra.
Giờ đây toàn cầu đều có người Do Thái, bài Do Thái ở các đại học Mỹ cũng rất là cao, ngay trong lòng thủ đô DC cũng vậy. Vấn đề ở đây không phải là chọn phe, chọn phái, không phải bên ai, nhưng mà chuyện thường dân vô tội mà cứ bị chết ngay trước mắt thì bên nào cũng chả có chính nghĩa. Chắc có lẽ là nhờ Chúa định đoạt về cuộc chiến này hay thôi. Thưa anh chị em, và liên quan đến chuyện bầu cử, thì ở tại thành phố Houston, tiểu bang Texas của chúng ta đó, đây là một tiểu bang đỏ, nhưng mà Houston là một thành phố xanh lè. Họ sẽ bầu thị trưởng hai cái ứng viên nổi bật về đầu thuộc về đảng Dân Chủ cả. Xưa nay Houston là thánh địa xanh, nằm ở trong tiểu bang đỏ Cộng Hòa. Houston cũng là nơi có cộng đồng người Việt lớn thứ hai, thứ ba trên đất nước Hoa Kỳ. Đa số người Việt ở Houston đều theo Cộng Hòa, nhưng đành phải cắn răng nằm dưới tay của đảng Dân Chủ. Kỳ này một trong hai ứng cử viên là dân biểu liên bang và một phụ nữ da màu cũng thuộc đảng Dân Chủ. Như những trò đấu trố kinh điển trước ngày bầu cử, một cái ghi âm ghi lại cái cách mà bà ta chửi rủa thuộc cấp thậm tệ với cái ngôn ngữ thô tục. Bà ta đã tỏ vẻ hối hận và fan của bà ta nói bà ta chơi khăm vì phụ nữ da màu luôn luôn bị đặt cược ở vị trí cao hơn, tức là bị phân biệt đối xử. Vậy thì trải qua cái lại làm gì, cứ để coi thứ bà có thắng được chiếc ghế quyền lực này không vào tuần tới. Quý anh chị em nào ở Houston để ý dùng câu chuyện đó. Đó là những tin tức chúng tôi có trong ngày. Chúng tôi uống một miếng nước rồi bước vào phần cuối của chương trình, 30 phút còn lại dành cho bài xã luận của anh Hai Lá và câu chuyện cuối tuần. Rồi, hôm nay gia đình mình ấy thì cũng không có bình luận nhiều, nhưng mà có đất bì thì cứ nói là ở cái county của Santa Clara đó thì có thể là cũng là trong cái tiêu mục tiêu để mà khủng bố. Và như tình hình hiện nay thì cũng rất là nhiều cái tin đồn đoán ấy là chúng ta phải dự trữ lương thực, thực phẩm, rồi những cái thứ mà thiết yếu nhiều khi cũng không biết đâu mà là. Cho nên là cứ một chút lương khô, những cái thứ đồ ăn khô chúng ta cũng nên dự trữ. Bởi vì trong cuộc sống hiện nay, hôm qua chúng ta thấy đó, một cái cuộc biểu tình rất là lớn phá phách ở White House, rồi rất là nhiều những cái chuyện mà coi như là nó muốn là phá những cái ở bên châu Âu thì nhiều cái cờ của quốc gia của họ không dám treo luôn ấy, nó phá, nó bỏ hết xuống và nó kê treo cờ Palestine lên, và rất là khủng khiếp luôn. Đấy, quý vị thấy không, người ta ở một cái quốc gia mà coi như của đất nước của người ta đó, nhưng mà nó lại đi vô mà nó làm giống như là nó làm chủ hết mọi thứ ấy. Cho nên là chúng ta cũng cảm thấy là thật là khủng khiếp ấy. Cuộc chiến này chúng ta phải thận trọng hết nhiều việc lắm đó quý vị. Thưa quý chị em, bước vào cái bài xã luận của anh Hai Lá, cho chúng tôi nhắc lại quý vị một lần nữa, chương trình Anh Em Cánh Hữu vẫn không có gì thay đổi. 8 giờ tối giờ Texas, cho dù có đổi giờ, chúng tôi vẫn phát chương trình livestream vào lúc 8 giờ tối trên kênh Kim Phạm Hoa Kỳ. Còn lại chúng tôi sẽ repost trên Anh Em Cánh Hữu có thể vài tiếng đồng hồ sau đó hoặc là ngày hôm sau. Những anh chị em nào muốn tham dự vào trong live chat thì sign up, subscribe vào trong Kim Phạm Hoa Kỳ thì quý vị sẽ được thông báo là chúng tôi đang on air. Còn nếu không thì quý vị có thể coi lại ngày hôm sau. Bây giờ đây bước vào phần chương trình của Anh Em Cánh Hữu với cái bài xã luận của anh Hai Lá. Cho chúng tôi vẫn nói lời cảm ơn anh, cuối tuần bận rộn nhưng mà vẫn viết bài cho gia đình. Chúng ta là những người kính mến Tổng thống Donald J. Trump, một người yêu nước chân thành, một vị lãnh đạo luôn luôn đặt cái lợi ích của đất nước và người dân lên trên hết. Những suy nghĩ, những hành động, những lời nói của ông bạn có thể nghe thấy đâu đó. Nhưng khi thời gian qua đi, có nhiều điều đã trở thành sự thật mà những người chống đối ông, cái đám truyền thông thiên tả bôi bác ông, sẽ không bao giờ nhắc lại để cho chúng ta chiêm nghiệm về cái tài tiên tri như thần của ông.
Ngày nay có rất nhiều người vẫn còn mù mờ khi mà con tàu quốc gia đang lao xuống vực sâu, suy tàn, nguy hiểm. Vì những người trên các trang mạng hay những cơ quan truyền thông thiên tả thì họ đưa tin không có thành thật. Vì họ chỉ đưa những tin tức mà khán giả thích nghe, để rồi đa số người vẫn còn mù mờ, không có thấu hiểu các cách suy nghĩ của những người yêu nước chân chính là như thế nào. Đó cũng là cái câu chuyện mà chúng tôi thưa quý vị, tại làm sao nhân cái dịp 60 năm ngày bị ám sát, hai anh em ông Diệm, ông Nhu, chúng tôi đã dành mấy đêm liên tục để khẳng định ông Diệm, ông Nhu là ai và tại sao họ bị giết chết. Hệ thống truyền thông thiên tả bị cực đoan mua chuộc. Hệ thống truyền thông thiên tả cực đoan bị mua chuộc. Nó chỉ đơn giản là chạy theo bất cứ cái điều gì mà cái đám đầm lầy ở DC, bọn Deep State, Đảng Dân Chủ, bọn Rhino và chính quyền gian dối của Sleepy Joe muốn họ nói mà thôi. Với những bằng chứng hiển nhiên thì đã phơi bày ra ánh sáng danh sách những bài học hàng đầu từ Tổng thống Trump, mà bài học mới nhất nó liên quan ngay đến cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel. Tất cả những bài học này đủ để chứng minh rằng Tổng thống Donald J. Trump là một người có viễn kiến và ông đã đúng về mọi thứ. Quý vị biết có một người rất là nóng tính, một người có gốc là boxing đó quý vị, là anh Joe Rogan đó, cũng rất là thích Tổng thống Trump, luôn luôn nói với mọi người rằng Donald Trump always right. Thứ nhất là Tổng Trump đã đúng về an ninh biên giới. Ông đã cho xây dựng bức tường từ cái ngày đầu mới nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ và đề ra cái tiêu đề 42 và ngăn chặn di dân bất hợp pháp xâm nhập vào Hoa Kỳ. Ủa, ông sinh ở đây, ông lớn lên ở đây, và thưa với anh chị em quý vị coi thử, ông làm ăn ở đây, ông cũng biết được là có bao nhiêu người dân ở biên giới người ta tràn vào đây chứ. Vậy thì phải có cách chứ. Tổng thống Trump đã bảo đảm biên giới của chúng ta, ông đã ngăn chặn được kẻ xấu, tội phạm, khủng bố. Ngược lại, ông Joe Biden lại mở cửa biên giới của chúng ta và mời gọi toàn thế giới tràn vào. Đất nước của chúng ta đang bị xâm lược. Tham gia rầm rộ nhất là đoàn quân của những nam giới trong cái độ tuổi quân nhân đến từ Trung Đông và các băng đảng ma túy Mexico và cả từ Trung Cộng. Họ là những người có ý đồ xấu, không có nên để họ vào đây. Tổng Trump đã giữ họ ở biên giới để mà thanh lọc. Tuy nhiên ông Biden đã chào đón họ hàng triệu triệu người kẻ xấu vào đây. Biên giới mở là một thảm họa đó. Biên giới mở có thể dẫn đến sự kết thúc của đất nước chúng ta. Tổng thống Donald Trump đã luôn luôn đúng. Điều thứ hai, Tổng thống Trump đã đúng về độc lập năng lượng. Chuyện này phải khỏi cần bàn, phải không quý vị? Tổng thống đã làm cho quốc gia chúng ta trở nên độc lập về năng lượng. Chúng ta không có còn tài trợ cho kẻ thù của Hoa Kỳ bằng cách lệ thuộc vào năng lượng của các nước thù địch nữa. Như là một phần thưởng, người dân Hoa Kỳ được hưởng giá xăng rẻ, đôi bên cùng có lợi cho tất cả mọi người. Của xăng là huyết mạch, là máu mà, không có, phải để cho nó đi tiếp máu thì không suy tàn mới là lạ. Trái lại, ông Biden đã gây thiệt hại cho ngành năng lượng của chúng ta. Chúng ta không có còn độc lập về năng lượng nữa, có nghĩa là chúng ta phải phụ thuộc vào kẻ thù để mà tồn tại. Mỗi lần chúng ta mua một thùng dầu từ một quốc gia Hồi giáo nào thì chúng ta đang tài trợ cho khủng bố đó. Thiệt là một thảm họa, thiệt là đáng xấu hổ. Chúng ta đang mua dầu từ Nga và đang van xin Venezuela để mà mua dầu. Chính quyền và đảng Dân Chủ đã ngăn cấm cái quyền việc khoan dầu trong nước. Để làm gì quý vị? Bảo vệ môi trường. Bà mẹ nó. Nhưng lại chi tiêu ngân sách rất lớn để mua dầu từ nước ngoài. Họ chỉ làm giàu cho nước ngoài mà ảnh hưởng đến đời sống, đời sống của hàng trăm ngàn công nhân và giết chết cái đèn chỉ nghĩa khai thác nhiên liệu hóa thạch đứng đầu thế giới của chúng ta.
Thưa quý anh chị em, chỉ có kỹ nghệ khai thác dầu mỏ mới giúp cho Hoa Kỳ vững mạnh về tài chính và độc lập về năng lượng mà thôi. Một lần nữa Tổng Trump lại là đúng. Điều thứ ba, Tổng Trump đã đúng về mọi việc công dân Hoa Kỳ có quyền sở hữu súng. Người Israel đã bất lực trong cái việc tự vệ. Quân đội phải mất 8 tiếng đồng hồ mới giải cứu được người dân. Vào thời điểm đó, có hơn 1.400 người Do Thái đã chết, hàng ngàn người bị thương. Đó là bài học đạo đức của câu chuyện là đừng bao giờ từ bỏ súng của bạn. Mọi công dân phải được trang bị vũ khí và sẵn sàng tự vệ. Hôm nay Israel đang phát súng miễn phí cho người dân và người dân phải bảo vệ và tự vệ cho chính họ. Tổng Trump là vị tổng thống đứng đầu trong lịch sử về cái sự ủng hộ tu chính án thứ hai, quyền bảo vệ súng. Ông Biden rất là muốn tước vũ khí của chúng ta để cho chúng ta đầu hàng trước tội phạm. Tổng Trump lại đúng nữa. Điều thứ tư, Tổng Trump đã nhìn thấy sự bài xích về chủng tộc. Tổng Trump đã đúng khi mà ban hành sắc lệnh hành pháp của mình để chống lại cái chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường đại học trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Gần đây có lẽ bạn đã từng chứng kiến những cuộc biểu tình ủng hộ Hamas đáng hổ thẹn tại các trường đại học ưu tú trên khắp đất nước Hoa Kỳ chưa? Chúng ta không thể cho phép sự căm ghét người Do Thái tồn tại ở quốc gia này. Tổng Trump đã cố gắng loại bỏ chủ nghĩa bài Do Thái của các trường đại học ưu tú và đây là một căn bệnh ung thư. Đây là lời nói căm thù, nó phải bị xóa bỏ vĩnh viễn trong khuôn viên của trường đại học. Những sinh viên Hồi giáo ủng hộ việc giết người hàng loạt của Hamas chống lại người Do Thái nên bị trục xuất khỏi đất nước này. Các trường đại học này phải cấm chủ nghĩa bài Do Thái, nếu không sẽ bị chính phủ cắt ngân sách. Tổng Trump lại đúng nữa. Điều thứ năm, Tổng thống Trump đã đúng về cái lệnh cấm du lịch của người Hồi giáo. Ông cấm các người từ các nước các khủng bố đến Hoa Kỳ. Chúng tôi không muốn những kẻ khủng bố hoặc những người thù ghét người Do Thái và Cơ Đốc giáo ở đất nước chúng ta. Chúng ta không muốn biến đất nước Hoa Kỳ thành Gaza hay là Lebanon. Tổng Trump muốn giữ an toàn cho con của bạn đó. Ông muốn bảo vệ người Do Thái và người theo đạo Cơ Đốc giáo ở Hoa Kỳ. Dưới thời Tổng thống Trump, bất kỳ ai gây ra cái mối đe dọa đều bị loại trừ. Dưới thời ông Joe Biden, toàn bộ thế giới đang tiến qua cái đường biên giới rộng mở, bao gồm cả những kẻ khủng bố Hồi giáo và hàng triệu triệu nam giới trong độ tuổi quân nhân từ Trung Đông thù ghét chúng ta, họ đang chờ cái cơ hội để khủng bố chúng ta trong tương lai. Người dân Hoa Kỳ không có muốn ngày 11/9 tái diễn thêm một lần nào nữa. Đó chính là lý do mà Bộ Nội an ngày hôm qua người ta quan ninh một cái danh sách có biết bao nhiêu thành phố Hoa Kỳ đang nằm trong cái tầm ngắm của bọn khủng bố là như vậy. Tổng Trump lại đúng nữa trong vấn đề này. Điều thứ sáu, Tổng Trump đã đúng về cái hiệp định Abraham. Tổng Trump đã đàm phán và dàn dựng hòa bình giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Ông đã thuyết phục các kẻ thù không đội trời chung cùng nhau hợp tác kinh doanh. Ông làm cho Israel an toàn hơn. Nhưng ngược lại với thời Joe Biden thì Trung Đông đang trở thành cái lò lửa chiến tranh và có nguy cơ lan tràn khắp thế giới. Thảm họa Thế chiến thứ ba đang rình rập chúng ta. Quý vị thấy gì đó? Câu chuyện giữa Tập Cận Bình và bà Thái Anh Văn, nếu như sắp tới đây mà ông Lại Thanh Đức không thắng cử thì nguy cơ Đài Loan bị tiêu diệt bởi Trung Cộng là nằm trong bàn tay của Tập Cận Bình. Rồi quý vị thấy chuyện gì giữa Nga và Ukraine, rồi chuyện gì xảy ra giữa Hamas và Israel, thế giới này bất ổn bởi vì cái sự lãnh đạo yếu kém của Đảng Cộng sản Dân chủ Hoa Kỳ mà người lãnh đạo không ai, đó chính là Joseph Robinette Biden Jr. Trong việc này Tổng thống Donald Trump lại đúng nữa. Điều thứ bảy, Tổng thống Trump đã đúng về Israel và cách chọn một bên những người tốt.
Ông là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đứng về phía nào ở Trung Đông? Ông đã không cố tỏ ra mở ngoặc đóng ngoặc công bằng. Ông đã không cố gắng mở ngoặc đóng ngoặc nhìn cả hai mặt. Tổng Trump đã chọn lựa đứng về phía Israel. Ông không có bao giờ xin lỗi hay lùi bước với lựa chọn đó, bởi vì đó là lẽ phải. Bây giờ cả thế giới đều biết rồi, Israel là những người tốt chiến đấu với cái ác thuần túy. Israel nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố và quân địch. Kẻ thù của Israel là cái nhóm khủng bố Hamas, chỉ nhắm vào những thường dân vô tội không có vũ khí, hãm hiếp tập thể phụ nữ, sát hại trẻ em trước mặt cha mẹ, chặt đầu trẻ sơ sinh và cùng nhau đốt cả gia đình. Điều số 8, Tổng thống Donald Trump đã đúng về ISIS và cái cách giải quyết những kẻ khủng bố và cực đoan Hồi giáo ra làm sao. Ông đã đứng lên chống lại cái ác. Ông ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ tiêu diệt cái ác. Tổng thống đã tiêu diệt ISIS trong vài tuần. Cái điều mà không có chuyên gia về chiến tranh nào tin rằng ông Trump có thể làm được. Tổng thống ra lệnh giết tướng Soleimani. Ông hiểu rằng bạn không thể phán xét những kẻ khủng bố được hoặc các quốc gia ủng hộ và tài trợ chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới bằng lời nói. Bạn phải tiêu diệt họ và cô lập cái nguồn tài chính của họ. Do Thái hiện nay là phải tiêu diệt Hamas, giống như cái cách Tổng thống Trump đã tiêu diệt ISIS vậy. Đừng nghe theo các nhà luật pháp quốc tế, Liên Hiệp Quốc hoặc là giới truyền thông nhảm nhí. Chỉ cần dùng quân đội của bạn để tiêu diệt kẻ xấu, không vì lòng thương xót mà yếu đuối trước kẻ thù tàn bạo. Việc này Tổng thống lại đúng nữa. Điều thứ 9, Tổng thống đã đúng về Iran và cái cách đối xử của họ. Ông biết Iran là kẻ xấu, ông hiểu mullah của Iran là xấu xa, ông hiểu Iran đã tài trợ cho khủng bố trên toàn thế giới như thế nào. Ông hiểu thỏa thuận của Iran của Obama là một cơn ác mộng, là thỏa thuận tồi tệ nhất ở trong lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ. Tại sao chính quyền Joe Biden là cung cấp cho Iran hàng tỷ đô la mà họ sẽ sử dụng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới, trong đó có cả quốc gia Hoa Kỳ của chúng ta? Tổng thống đã giết chết thỏa thuận Iran điên rồ và ngu ngốc đó. Ông đã áp đặt các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt Iran và cấm vận để bỏ đói chế độ khủng bố này. Thậm chí ông còn cắt 200 triệu đô la tài trợ cho Palestine, quý vị còn nhớ. Ông biết Hamas sử dụng số tiền này để tài trợ cho khủng bố, giống như cái vụ tấn công khủng bố vào Do Thái chỉ vài tuần trước đây. Ông Biden đã trao 6 tỷ đô la cho Iran và họ sử dụng số tiền đó để tài trợ cho cuộc tấn công khủng khiếp vào Israel vừa qua. Hoặc họ chỉ đơn giản bật đèn xanh cho cuộc tấn công vào Do Thái khi biết rằng đất nước chúng ta yếu đuối và lãnh đạo thì ngu ngốc, và họ nhận được 6 tỷ đô la một cách dễ dàng. Một lần nữa Tổng thống lại đúng. Và điều tiếp theo, hòa bình thông qua sức mạnh. Tổng thống đã đúng khi nói rằng Hoa Kỳ phải khai triển sức mạnh dẫn đến hòa bình trên toàn thế giới, giống như Tổng thống Ronald Reagan đã chứng minh vào những năm 1980 dưới thời Tổng thống Donald Trump, cái người ăn nói cứng rắn và luôn luôn mang theo cây gậy lớn thế giới đã hòa bình. Không có chiến tranh, không có vụ tấn công khủng bố tàn khốc nào cả. Những kẻ độc tài, xấu xa, ích kỷ đã bị hành xử. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Joe Biden yếu đuối, thiếu trách nhiệm và bại não thì thế giới này đang bốc cháy. Chúng ta không có ngừng bị khủng hoảng và hỗn loạn. Chúng ta đang đối mặt với chiến tranh, không có hòa bình. Những kẻ xấu xa trên thế giới đang tấn công chúng ta. Chúng không có hề sợ hãi Joe Biden chút xíu nào, giống như những con cá mập. Chúng đang nhìn thấy sự yếu đuối, chúng đang theo đuổi con mồi vì ngửi thấy mùi máu tanh ở trong nước. Giám đốc FBI vừa cảnh báo về mối đe dọa sắp xảy ra các cuộc tấn công khủng bố lớn ngay tại Hoa Kỳ. Một loạt các danh sách các thành phố bị target. Chúng ta đang có chiến tranh ở Ukraine, chúng ta đang có chiến tranh ở Trung Đông, chúng ta đã có thể sớm thấy Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan, và chúng ta có thể sớm thấy đất nước Hoa Kỳ ở giữa thế chiến thứ ba này. Một lần nữa, Tổng Trump lại đúng. Điều thứ 11, Tổng Trump đã xây dựng lại quân đội. Tổng Trump của chúng ta và ông tập trung vào một việc, đó là bảo vệ Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ của chúng ta cần một quân đội hùng mạnh, chứ không phải là một quân đội thức tỉnh, woke, chỉ biết tập trung vào biến đổi khí hậu,
sự đa dạng, công bằng, CRT, những người chuyển giới và treo cờ bãi mọc. Có lẽ bạn sẽ nghĩ điều khiến Iran phân tâm và mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất về an ninh tình báo trong lịch sử căng. Tổng thống đã đúng về điều này. Điều thứ 12, Tổng thống chỉ trích Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu và quốc gia Do Thái đã làm sai ở điểm là họ đang ở trong cái vị thế bị vây quanh bởi các quốc gia thù địch và khủng bố. Nhưng vì họ không nhìn thấy hoặc bỏ qua các cái dấu hiệu của cuộc tấn công này sắp xảy ra một khi nó mới bắt đầu và họ phản ứng chậm chạp để nhận lấy cái hậu quả thảm khốc. Đầu óc dùng để suy nghĩ, khi chính phủ mắc sai lầm, nhiệm vụ của người dân là đặt câu hỏi, chỉ trích và yêu cầu cũng như điều tra. Tổng thống đã đúng. Cuối cùng thì ông là một thương gia. Ai cũng biết, lần đầu tiên bước vào chính trị, có người cho rằng như con nai vàng ngơ ngác. Có không? Với tất cả sự dè biểu, chê bai, nghi ngờ của những kẻ vỗ ngực là đã sống nửa cuộc đời trong chính trị. Những bậc lão thành chính trị đó ngày nay đang đứng ở bên lề ngã đường, ngã nón chào thán phục một chính trị gia ngoại hạng Donald J. Trump. Một chiến lược được gia đại tài đã đúng về mọi thứ, nói đâu đúng đó và có cái tầm nhìn rất là xa. Và khi thời gian trôi qua, khi những lời tiên tri của ông được chứng thực thì số người ủng hộ ông càng ngày càng tăng. Nó tăng lên hàng ngày như các cuộc khảo sát gần đây đã cho người dân Hoa Kỳ thấy. Vậy sẽ làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại không còn là một giấc mơ hay ảo tưởng nữa, mà là một lời tiên tri sẽ thành sự thật như lời của ông đã hằng cam kết. Còn một năm nữa thôi quý vị ơi, hãy cầu nguyện và ủng hộ cho ông, dùng lá phiếu của mình góp một viên đạn, góp một viên gạch, góp một bàn tay cho cái trận đánh cuối cùng 2024 sắp tới. Donald J. Trump sẽ là vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ và sẽ trở lại 2024 và hoàn thành sứ mạng của cái lời tiên tri đó. Cảm ơn Hai Lá rất là nhiều. Chúng tôi uống một miếng nước và đi vào phần chót của chương trình. Rồi, cảm ơn chị Cát Phạm. Chị Cát Phạm đã có những lời comment rất là hay. Đó là gì? Tôi rất thích cái chủ trương nước Mỹ có khả năng độc lập, không phải lệ thuộc vào, đi sâu vào bất cứ cái quốc gia nào khác, và tổng thống đã tránh họ bị bắt chẹt hay là làm khó cho nước Mỹ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và cái hình ảnh Ngọc Phạm, rất thích cái hình ảnh mà Ngọc Phạm đang để trên, mà quý vị nhìn thấy tổng thống Donald Trump của chúng ta rất là oai phong, phải không quý vị? Đúng là một ông tổng thống số 1 thế giới, Ngọc Phạm rất là ngưỡng mộ. Thưa quý anh chị em, rock and roll cho chương trình cuối tuần lão bãi với nỗi hằn lòng khó phai. Are you ready? Quý vị đã xích beo chưa? Sau điệp vụ tử thần từ Trung Đông trở về, lão bãi đã làm một cái lễ cúng tế thiệt là lớn để mà cảm ơn thằng lừa đã che chở cho lão tai qua nạn khỏi. Tuy là điệp vụ bất thành, nhưng trong lòng của lão vẫn còn nỗi lo sợ tên bay đạn lạc đã làm cho lão mấy đêm liền đâu có ngủ được đâu. Hãy cứ chợp mắt chút xíu là lão lại thấy cảnh chiến tranh chết chóc hiện ra. Nhưng không làm thì không được. Ngay cả cái đám truyền thông thổ tả cũng còn che đậy được cái tỷ lệ ủng hộ của lão ở các nơi tranh chấp đang rơi rụng như lá mùa thu. Trong cái đó lão trùm thì lên như diều gặp gió mùa hè, cho nên ngồi yên là đồng nghĩa với chờ chết. Sáng nay lão bại là trốn làng. Lão lấy cớ còn đang bệnh để nghỉ ở nhà. Nằm hoài cũng chán cho nên lão rủ bà vợ già ra bãi biển dạo chơi, nghe tiếng sóng vỗ miên man. Lão bãi cũng nguôi ngoai bớt đi cái nỗi lo âu sợ hãi. Đi một lát thì lão thấm mệt, sức khỏe của lão có vẻ sa sút nhiều sau cái điệp vụ tử thần. Khi đến cái căn liều che nắng, lão ngã người trên ghế, lấy cái kiến dâm ra đeo như thường lệ. Nhưng bãi biển hôm nay vắng hoe, không có một bóng hồng nào cho lão ngắm cả. Chợt cho đến hôm nay có bà vợ già cùng đi, dù sao có còn hơn không. Lão bãi quay qua nhìn bà vợ già đang nằm phơi nắng bên cạnh. Nhưng than ôi trời đất ơi, chèn đát ơi, bà vợ của lão còn già hơn lão tưởng tượng nữa. Nhìn cái cặp giò nó nhăn nheo, thân hình bằng phẳng như phi trường đã làm cho một chiếc máy bay hai động cơ, lầm tưởng là phi trường tính đáp xuống báo hại cái phi đoàn phòng vệ, phải lái một chiếc F-16 lên đánh chặn mới yên. Lão ngao ngán quá đành nuốt nước miếng, nằm nhìn thẳng lên trời cao mà mơ ước tới những nàng tiên xinh đẹp không bao giờ đến cho đỡ cái cơn ghiền. Khi trời hơi xế bóng,
Lão Bảy ra lệnh nhổ liều về nhà. Lúc về đến nhà, Lão Bảy đi thẳng đến phòng sách để đọc báo cáo hàng tuần của thư ký Cà Rinh Răng Bị Ế gửi đến. Theo cái báo cáo cho biết, hôm thứ ba tuần qua đó, bà chủ tọa Ái Liên Cà Nông ở Florida đã từ chối Rack Smith để thành lập thêm một đại bồi thẩm đoàn ở DC, cái nơi hang ổ của những kẻ cuồng chống lão Trùm đang dâng bẫy để hãm hại cho bằng được lão Trùm. Đồng thời cái thằng Rack Smith nó còn đề nghị thành lập một cái văn phòng lưu trữ hồ sơ mật tịch thu của lão Trùm ở tại DC để dễ bề thao túng cái việc tráo đổi hồ sơ. Và đây được xem như một nỗ lực trong tuyệt vọng của Rack Smith mà thôi. Quá ngào ngán của Rack Smith ngày càng tăng. Vì ngoài cái lòng hận thù lão Trùm điên cuồng của gia đình hắn ta, Lão Bảy thấy không có lợi dụng được cái gì của hắn để mà đối phó với lão Trùm nữa. Bao nhiêu nhiệm vụ dàn dựng cho Rack Smith giờ đây đã tan tành theo mây khói. Cuộc điều tra mới đây cho thấy mấy tờ báo thân Lão Bảy cũng xác nhận trong tài liệu mật mà lão Trùm cắt cái Mar-a-Lago không có chứa thông tin mật liên quan đến vũ khí hạt nhân hết. Lão Bảy đã mất mấy đêm liền không có ngủ để mà suy nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn này. Mà cái thằng Rack Smith thì nó là quá là dụng về làm hỏng cái kế hoạch của lão. Nghĩ đến đây, lão Bảy nghiến cái hầm răng giả kêu trèo trèo như tiếng cối xây lúa. Lão rít lên: mẹ kiếp, nó thiệt là uổng công giả tràng. Lão Bảy thừa người ngồi nhìn ra cửa sổ. Trời ở Đề Long Me đêm im lặng, một sự im lặng nặng nề khó thở. Lão bỗng sực nhớ tới một người mắc căn bệnh cuồng ghét lão Trùm giống như thằng Rack Smith. Lão bèn nhấc cái điện thoại gọi cho lão già Angoron. Alo, Angoron hả? Tình hình ra sao rồi mày? Dạ dạ, đại ca, em mới quằn lão Trùm cái vụ bịt miệng đó, nhưng chả có làm được vì lão Trùm tuân thủ nghiêm ngặt quá. Tuần trước á hả, sau khi dò xét em thấy cái trang mạng tranh cử của lão Trùm chưa có kịp lấy xuống, cho nên em chỉ phạt lão Trùm có $5,000. Hôm qua sau một ngày bươi và móc, nhưng mà mày rửa tay chưa mày? Em đã phạt lão Trùm thêm 10,000 cái tội cà khịa con nhỏ thư ký của em và hăm dọa sẽ bỏ tù lão Trùm nếu còn tái phạm. Nói tới đó, lão già Angoron bật lên trận cười thích thú, ngây ngô như một đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. Trái lại, tiếng cười và giọng điệu hí hửng đắc chí của lão già Angoron lại làm cho lão Bảy dâng trào cái cơn tức giận như thác đổ đầu non. Lão Bảy gằn giọng: thiệt là một lũ ăn hại đại nát. Giàu như lão Trùm mà phạt 15,000, mày đang gãy ngứa cho lão hả đồ ngu? Còn nữa, đó là phiên tòa dân sự mà sao mày đòi bỏ tù được lão Trùm hả mày? Ngu gì mà ngu dữ vậy? Lão già Angoron cố tình chống chế: dạ được chứ đại ca, cái tội miệt thị tòa án thì tòa nào cũng bỏ tù lão Trùm được hết á, mình đang nắm quyền mà. Lão Bảy gằn giọng: mày làm được rồi nói nha, có à thôi á, tao muốn thấy kết quả chứ không muốn nghe bu láo bu liếu à. Lão Bảy giật mạnh cái điện thoại xuống bàn, rồi nghe từng cơn bực tức ở trong lòng như đang nhảy nhót muốn bùng nổ ra bên ngoài. Lão mở chai rượu trên bàn, ngửa cổ tu ừng ực, nhưng cố nuốt ngược vào trong lòng cái nỗi hận khó phai với lão Trùm. Tiếng chuông báo có tin nhắn từ cái phone trái táo khuyết ở trên bàn của lão vang lên. Lão cầm cái phone lên liếc nhìn cái tin nhắn, ngần ngừ vài giây rồi bấm số gọi cho Tà Ni A Chút Cận. Alo, tình hình ra sao rồi? Bên kia đầu dây là giọng của Tà Ni A Chút Cận có chút ngập ngừng. Dạ lão Bảy, tình hình không khả quan gì mấy đâu lão. Lão Trùm đang kháng án cái lệnh bịt miệng lên tòa ở trên, nên em phải ra lệnh thâu hồi lệnh bịt miệng vì nó vi phạm cái điều thứ nhất của hiến pháp này đó. Lão Bảy thì gằn giọng: Hiến pháp, luật pháp cái con mẹ gì? Ta đã nói rồi, chúng ta ngồi trên tất cả, we sit above the law. Cả một rừng luật như vậy, chúng ta không có thể dùng luật rừng để đưa lão Trùm sổ khám hay sao? Ráng tìm cách đưa lão vào tù càng sớm càng tốt, tao chịu hết nổi rồi. Tiếng của Tà Ni A Chút Cận có vẻ lo lắng: dạ dạ, em sẽ tìm cách sử dụng lại cái lệnh bịt miệng mạnh hơn, đại ca yên tâm. Lão Bảy cúp phone cái cọc rồi thừ người ra như khúc gỗ. Lão thật sự vô kế khả thi,
Cái đám đàn em ăn hại đáy mát, không có làm được việc gì khiến cho lão hài lòng. Lão thật sự phải tìm cái phương pháp khác, nhân tuyển khác. Chứ cứ để cái tình trạng trên bảo dưới không nghe, bố trí trận nào thua trận đó, bị đám đàn em vô dụng chuyển bại thành liệt, khiến cho lão càng thêm rối rắm tơ lòng. Chưa nuốt trôi nỗi thất vọng về cái việc làm của đám đàn em nổi tiếng nhiều về cái thù chống lão Trầm, nhưng lại thiếu cái khả năng hành động trả thù lão Trầm, lão Bảy lại nhận được tin từ thư ký của lão là Cà Riêng đang bị ế vừa báo cáo mấy hôm qua rằng cử tri đảng dân chán của lão Bảy rời bỏ hàng ngũ nhảy rào qua ủng hộ cho lão Trùm rất 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 là nhiều. Ngay xong lão Bảy loạn choạng như người say, ngã phịch lên trên ghế nhìn lên cái khoảng không gian mờ ảo trên trần nhà. Lão thấy trong lòng lão đè nặng một nỗi buồn không tên. Lão chợt nghe trong lòng thèm một tiết nhạc để giải khuây đôi chút. Với cái tay lấy cái remote control trên bàn, lão bật dàn máy hát. Tiết nhạc dạo ban đầu êm dịu, du dương, ru hồn lão qua cái bài nhạc Xin thời gian qua mau. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió du lòng vào đêm thâu, khóc thầm nỗi lòng ai. Phải rồi, nỗi lòng của lão Bảy đang khóc thầm mà, lão khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Ở trên muôn người mà dưới có một người à, cái người mà lão đứng sau lại là người lão Bãi hận nhất, thù ghét nhất. Phải rồi, cái nỗi hận này có lẽ không có bao giờ phai nhạt. Nếu mà thua cuộc đua 2024 sắp tới, nếu mà lão thua cuộc á hả, lão sẽ giả từ vũ khí. Và luôn tiện chắc lão cũng xin thần lừa cho lão giả từ cuộc chơi trở về Đề La Nghe mà thờ phượng thần lừa cho hết cái kiếp phù du. Đó mấy hôm rồi tình hình trên giang hồ vẫn còn yên lặng. Đàn em của bà già lắm chiêu không có đưa được vai cánh lên làm chủ tịch. Đảng của lão Trùm đang thắng thế. Vậy là bà già lắm chiêu không có cài được đàn em vào chức vụ chủ tịch để giật dây, thì cái việc đối phó với lão Trùm còn gian nan lắm. Bỗng tiếng điện thoại reo vang cắt đi cái luồng tư tưởng của lão Bảy, kéo lão về với thực tại ngổn ngang trước mắt. Lão với tay bắt điện thoại. Tiếng của Angoron vang lên vui mừng ở trong máy. Dạ đại ca, lão Trùm kháng án lên tòa trên, nhưng em nghe theo lời của đại ca, bất chấp tất cả, cứ giả điên giả khùng truy tố luôn mấy đứa con lão Trùm luôn. Con nhỏ Ivanka mà tòa ở trên tha cho nó hả, em cũng lùi nó vô luôn. Lão Bảy nghe có chút hy vọng, bèn xoa dịu đàn em. Mày làm đúng lắm á, cái tao cần là tịch thu tài sản, giải tán công ty, phạt nặng lão Trùm cho tán gia đại sản cho tao. Chứ đừng có nên nhắm vào ba cái vụ phạt 5.000 hay 10.000, cái đó chỉ đang phủi bụi hay gãy ngứa cho lão Trùm mà thôi à. Dạ thưa lão Bảy, tình hình bây giờ khó khăn lắm, em phải suy nghĩ tìm cách khác thôi. Vì cái thằng ma cù có hẳn á hả, mình đã mua chuộc nó rồi. Vậy mà nó ra tòa không chịu chỉ chứng lão Trùm xúi dục nó khai gian, đáng lẽ phiên tòa này sẽ bị bãi bỏ vì không có bằng chứng buộc tội á, nhưng em không có chịu bỏ vụ kiện này đâu. Tiếng lão Bảy gằn lên đanh thép. Đụng đụng đụng, chúng ta không cần lý lẽ, chứng cớ gì cả. Mày cứ như con chó biết bu vậy đó, cắn chặt không tha. Cho dù lão Trùm có kháng tới đâu thì mày cũng mặc kệ. Cắn nó, cứ giả điên mà truy tố lão cho tao. Vụ án kéo dài càng lâu càng tốt. Mày mà sơ sẩy vụt mắt lão Trùm thì chết cha mày nha. Trời đất ơi, toàn là cái đám ăn hại đái nát. Xéo đi mày. Lão cúp ngang rồi dằn mạnh cái điện thoại cái bàn cái bộp. Lão Bảy thật sự nghe trống rỗng ở trong lòng. Lão tự hỏi tại sao lão lại có cái đám đàn em vô dụng như vậy. Tiếng điện thoại lại vang lên chậm chạp. Lão Bảy nghe tiếng thư ký cà rinh răng bị é hốt hoảng vang lên tiếng được tiếng mất ở trong máy. Báo cáo lão Bảy, chủ tịch mới của Hạ viện tuyên bố sẽ đẩy mạnh cái việc luận tội đại ca đó. Nghe đến đó lão Bảy chừng như đang nghẹt thở. Trong lòng lão dường như bị trúng một cú đấm ngàn cân. Vậy là tất cả tiền tuôn vào mấy cái máy Israel, Ukraine không có được giải ngân rồi. Gần 100 tỷ lận nha. Chuyến này đớp hít kể như bế tắc rồi.
niềm đau như bị múa sát trong lòng lão bại. Tiếng cà rinh răng bị ế là vang lên bên tai, làm lão tưởng chừng như tiếng sét giữa trưa hè. Dạ chủ tịch mới vừa được bầu là con Mai Ronson đó, một tay Maga khét tiếng anh. Lão bảy rất là thân với lão trùm mà, mới đây hắn công khai hết mọi tội lỗi, còn đồ vạch ra kế hoạch luận tội đại ca trên truyền hình luôn á, cho cả nước coi chơi đó. Lão bảy cảm thấy ngất ngây như căn bệnh cao máu của lão đang trở lại. Lão thấy đau đầu, mắt hoa, tiếng của cờ rinh răng bị ế vẫn cứ dai dẳng bên tai lão. Đại ca ơi, tính dùm cho em với cái lão Mai Ronson này là người ngoan đạo lắm, chuyên bảo vệ giá trị gia đình đó, lão chống LGBTQ dữ lắm. Lão bảy nghe tới đó thì mắng: những thứ đó thì liên quan gì tới mày? Tiếng của cờ rinh răng bị ế còn cố gắng phân trần: dạ có chứ đại ca biết em đa hệ mà. Lão bảy vắt cái điện thoại lên bàn. Tiếng cà rinh răng bị ế còn lải nhải chưa dứt, lão bảy hai tay bưng lấy đầu, lão đảo bước đi siêu vẹo đến quỳ bên tượng thần lừa. Lão gục đầu bất động. Ở bên ngoài trời mưa dồn dập như niềm đau đang ngập tràn ở trong lòng lão. Đến một lúc sau, khi ngoài trời mưa không có còn nặng hạt nữa, những hạt mưa nhỏ theo chiều gió quất vào cửa sổ tạo thành những dòng nước chảy dài xuống như dòng lệ đang chảy trong lòng mình. Lão bảy nhìn cảnh trời hiu quạnh, lão chợt nghe lòng mình trùng xuống. Bao nhiêu đấu tranh bon chen của cuộc đời chừng như tan biến vào cõi hư không. Quỳ bên chân thằng lừa, lão bắt đầu thổn thức. Ở đâu đó tiếng nhạc bài Ước Mi vang lên đắng lặng một buổi chiều tàn. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, trời ơi nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca, lòng bài buồn biệt mây. Lão bảy loạn choạng đứng lên, con người lão bỗng trở nên mềm nhũn vì không có còn đủ sức lực nữa. Lão bước ra khỏi căn phòng, tiếng nhạc buồn da dứt còn cố gắng bám theo lão. Lão bước ra bên ngoài săn mặc cho mưa gió mà không có còn cảm giác gì nữa, vì mưa gió trong lòng lão còn đang dày xéo lão gấp vạn lần. Trong lòng lão bây giờ chỉ còn có nỗi hận lòng với những người chống đối lão. Lão trùm, lão Mai Ronson, thằng ma cồ có hận. Lão thầm nhủ: trời ơi, nếu con đường đời mà không có những kẻ này phá đám thì cuộc đời của lão chứ huy hoàng biết mấy. Thôi thì đành vậy thôi, cứ sống với nỗi hận lòng khó phai, cho qua ngày, chờ qua đời, vậy thôi. À, Ngọc Phạm mà coi như là cười nín cười không được luôn. Cảm ơn quý vị, hôm nay anh PC, anh ấy có nói là bài viết thì đã hay, nhưng mà người đọc là còn hay hơn nữa, phải không? À, quý vị hãy bấm like thật nhiều để cho Trần Quang tiếp tục luyện giọng ạ. Cảm ơn anh Hay Lá rất là nhiều, bởi vì mỗi bài đọc mà khi mà có những cái bài cứ lão bảy lão chùm ấy là Ngọc Phạm mất rất là nhiều công sức để mà tìm những hình ảnh. Nhưng hôm nay thì Ngọc Phạm bởi vì cũng hơi bị bận bịu cho nên là hình ảnh cũng chưa được, Ngọc Phạm vẫn chưa thấy ưng ý lắm, nhưng mà dù sao cũng gọi là có phim để quý vị xem trong cái mô tả cái câu chuyện của anh Hay Lá đã viết. Cảm ơn một lần nữa anh Hay Lá đã viết bài cho gia đình anh em Quang Hiếu, thiệt là xuất sắc. Đối với anh chị em, Trần Quang thích nhất là mấy cái câu cuối đó. Anh Hay Lá hay nói những cái chuyện mà coi như là: thôi cũng đành một kiếp long đong, đời người sẽ qua, rồi cái gì cứ nghĩ chờ qua đời, sống qua ngày chờ qua đời. Đó là mấy cái câu kết luận rất là vui. Chúng tôi xin chia tay quý vị ở đây, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tối thứ ba. Good night anh chị em. Good night quý vị rất nhiều.